chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Uber Ari, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc của Đức. Và xe thì được sử dụng bộ khung là carbon, bánh chrome DT Swiss của Thụy Sĩ và được trang bị một bộ rúp của Shimano Bottega 10 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Khung là full carbon toàn phần các bác nhé. Đây, có thể nhìn thấy trên hình đây, full carbon, dây thì toàn bộ được chạy âm sườn thương hiệu Kube, thương hiệu mà rất là nổi tiếng và đẳng cấp của Đức. Nước sơn các thứ là còn nguyên bản hết các bác nhé, và chỉ do là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về là nó xuất hiện là những cái vết xước không thể tránh khỏi. Khung sườn về chất lượng thì vẫn còn rất là tốt. Khung màu xám và với đen đỏ rất là thể thao. Form dáng thì cũng cực kỳ đẹp các bác nhé. Form dáng rất là đẹp. Sử dụng full một bộ group, một set group Shimano Ultega rất là cao cấp của dòng Shimano. Đè trước này, gạt giữa trước này. Và đùi đạp chụp rỗng, bộ phanh ba mảnh. Đây là trên này đôi tay lắc nữa, full hết một set của Ultega. Cái dòng phụ tùng rất là cao cấp với xe đua của dòng Shimano. Vành thì chiếc xe trang bị bộ vành nhôm của thương hiệu DT Swiss các bác nhé. Đây, vành và máy ư của thương hiệu sản xuất vành rất là nổi tiếng ở Thụy Sĩ và được rất nhiều những cái hãng đứng đầu về xe đạp tin dùng để trang bị lên những chiếc xe cao cấp của mình, của những cái hãng cối lủ và những đi vòng bạc đạn luôn nhé. Có cối lủ. Tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, thì khóa yên với tâm cổ phốt cũng là 50 cm, thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 6667 đến 7677 thì phù hợp. Bộ Ultega 10 lít và 2 đĩa. Nó sẽ có 20 tốc độ khác nhau. Chiếc xe này được bán em mức giá chỉ còn là 25.800.000. 25.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cùng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.